Thêm một lần nữa, Paris Saint-Germain lại trải qua một trận đấu khó khăn ở Ligue 1. Dù cuối cùng thì đội bóng thành phố Paris cũng có chiến thắng trước chủ nhà Saint Etienne với tỷ số 3-1 để đứng vững ở ngôi đầu bảng Ligue 1. Đây là trận đấu có rất nhiều điểm nhấn khi đội bóng của huấn luyện viên Pochettino lại để thủng lưới trước, nhưng trung vệ Marquinhos đóng vai người hùng với một cú đúp bàn thắng. Cũng trong trận này, siêu sao Messi kiến tạo cả 3 bàn thắng và trung vệ Sergio Ramos có trận đấu chính thức đầu tiên cho đội bóng thủ đô Paris sau hơn 3 tháng dưỡng thương, còn Neymar gặp chấn thương khá nặng. Dù đã có chiến thắng như chờ đợi, nhưng PSG vẫn còn những vấn đề chưa được giải quyết, đó là những sai lầm trong hệ thống phòng ngự, ngay cả khi Ramos đã xuất hiện ở trên sân. Vì vậy, trận đấu với Nice, đội đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém Paris Saint-Germain tới 14 điểm sẽ là một thách thức với đội bóng thủ đô Paris. Dù sao, đây là trận đấu đầu tiên của Messi sau khi giành quả bóng vàng thứ 7 trong sự nghiệp nên siêu sao người Argentina vẫn cứ là điểm nhấn được chờ đợi nhất trên sân công viên các hoàng tử. Huấn luyện viên Pochettino sẽ không có sự phục vụ của Neymar sau khi tiền đạo người Brazil bị lật cổ chân trong trận thắng xanh như chiên sau khi ông đã mất nhiều trụ cột như Verratti, Guadadam hay Icardi vì lý do tương tự. Tuy nhiên, với Messi và Mbappe, Paris Saint-Germain vẫn không quá lo lắng về sức tấn công. Trong khi đó, huấn luyện viên Gattier cũng sẽ mất một số cầu thủ như Gusan, Atan hay Bambu trong chuyến làm khách khó khăn này và phong độ của các cầu thủ sao sút cũng là một lý do khiến ông Gattier phải lo lắng. Nhưng dù sao thì đội khách cũng phải chơi quyết tâm để hy vọng tạo ra bất ngờ cho đội bóng thủ đô. PSG đang tạo ra sự áp đảo trước Nice khi giành chiến thắng tới cả 4 trận và chỉ hòa một trong 5 trận gần nhất gặp đối thủ. Về phong độ hiện tại, đội bóng thủ đô chơi khá chật vật khi có 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong 5 trận gần nhất. Trong khi đó, Nice cũng chơi khá tệ khi để thua 2 trận thắng 2 trận và hòa một trận trong 5 trận gần nhất. Dù còn nhiều vấn đề về lối chơi cũng như thiếu sự ổn định trong từng trận đấu, nhưng Paris Saint-Germain với những cầu thủ có khả năng định đoạt kết quả trận đấu vẫn là lựa chọn an toàn hơn. Hơn thế, đây là trận đấu mà Nice, đối đang đánh rơi phong độ, lại phải chơi trên sân khách. Ngoài chỉ trận thua Manchester City ở Champions League, PSG chỉ ghi được một bàn thắng, các trận còn lại ở League họ luôn ghi được từ 3 bàn thắng trở lên. Và dù Messi cũng chưa tìm thấy nhịp điệu ghi bàn ở League 1, nhưng Mbappe luôn là một sát thủ ở đấu trường này. Vì vậy, đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu có nhiều hơn 3 bàn thắng được ghi. Dự đoán của thể thao văn hóa, Paris Saint-Germain Nice 3-1.